Bây giờ muốn thao tác 2, 3, 1, 1 á. Vậy là 3, 1. Cái này mình đang có cố này, mình không có làm. Đó, giờ làm em. Cô làm nghe. Bây giờ cô làm thì cô làm bài bản nha. Không mở được ha, mình được khá là nó không mở được đi. Chẹt cơ khí đó đi. Là bài bản ha, lúc đầu mình phải có viết phiếu thao tác. Và phiếu thao tác đó được duyệt. Rồi, cái thứ hai là khi duyệt xong thì bước đầu tiên mình phải xin đăng công. Xin đăng công để giảm tải. Cái thứ là mình không mở được nha, trạng thái mình không mở được. Xin đăng công để giảm tải xuống. Rồi, công chấp nhận thì mình bắt đầu giảm tải. Giảm tải bắt đầu mình. Giảm tải bằng cách mình cắt mềm để giải thích cho luôn cái chỗ đó. Cái phiếu mình đã được duyệt rồi á. Duyệt luôn đây thì không xin đâu, mình báo. Báo với anh là anh muốn tham lại cái phiếu này. Đó, anh cho phép không? Người ta cho phép không? Tại vì phiếu mình đã được duyệt rồi. Là mình đã xin được. Và bây giờ á, nhiệm vụ của mình là thông báo với điều động viên để xin người ta là mình bắt đầu thao tác theo cái phiếu đó và chờ người ta xem xét. Nên cho phép khi nào người ta cho phép thì mình bắt đầu mình làm. Đó là cái chỗ điều đó không chỗ đó. Không, ý em muốn vấn đề là bây giờ mình muốn cô lập cái thiết bị do cách ly đó thì nó thuộc cái quyền điều khiển A2 là mình xin A2 rồi A2 nó sẽ tự xin A0 hay là mình phải xin A0 đó. Cái chỗ mà xin giảm công suất mình báo thông báo với lại A0 là em giảm công suất về để em sau đó muốn thao tác thiết bị thì à nói cho em nó tức là không phải đâu, mình mà muốn thao tác một thiết bị á, ví dụ như thiết bị á đó xem nó có ảnh hưởng đến công suất của A0 hay không. Nếu như thiết bị đó ảnh hưởng đến công suất của A0 á thì đầu tiên phải xin A0 trước, sau đó mới xin A2, hiểu không? Nếu mà nó thuộc về ví dụ mình muốn thao tác cái phần inverter rồi quay thì nó ảnh hưởng đến công suất B, chắc chắn thì nó không rồi, tại vì cái đó nó thuộc cái quyền quản lý giao của cách mình ly cũng được. Bây giờ không nói inverter giao cách ly sao em có xin anh không? Còn cái phần mà thuộc cái phần trạm 220 thì nó thuộc cái quyền của A2 thì em nghĩ là A2 nó sẽ tự xin A0 cái ngoài đó, còn mình xin A0 chẳng qua mình muốn công việc của mình nó trôi chảy nhanh hơn thì mình chủ động mình xin thôi, chứ theo về nguyên tắc thì em nghĩ mình không có xin cái đó. Sai cơ bản. Khi mà một thiết bị của em á ảnh hưởng đến công suất P của A0 á, em phải xin phép A0 đầu tiên. Ông A0 á, ông ấy đồng ý á, thì em lúc đó em mới bắt đầu đi xin ông A2. Ông A2 là điều khiển cái thiết bị đó. Bây giờ anh hỏi em á, A0 A2 ông nào lớn hơn? A0. Dạ. A0 mà không cho phép á, A2 dám làm không? Đấy là mình xin này giống như là mình vượt cấp. Thật ra phiếu đăng ký của em á, tùy vào trường hợp đấy. Trường hợp á mà nguy hiểm đến tính mạng thiết bị con người thì ông A2 á, em có quyền em không nói thẳng luôn, em còn cần xin A2 nữa cơ. Em cô lập thẳng luôn. Còn nếu em nói nguy cơ thiết bị em xin A2 cũng cho, tại sao nó nguy hiểm đến thiết bị thì lúc đó ông A2 ông sẽ có quyền cho phép em, nhưng mà ông A2 phải đi báo lại, chứ không phải là trách nhiệm của A2 là đi báo lại, không phải là mình xin A2 là A2 trách nhiệm đi báo lại. Trách nhiệm của người mình vận hành á, mình á cái quyền điều khiển của ai á mình phải đi xin người đó cái đấy, chứ không phải là mình thiết bị này của ông này tôi xin, chỉ cần xin ông này thôi, không phải đâu. A0 người ta tất cả những quyền điều khiển của A2 á, A0 có quyền kiểm tra. Em đọc lại cái đó. Tất cả những quyền điều khiển của A2 và trưởng ca nhà máy điện gió Đức Long, A0 có quyền kiểm tra. Đúng không? Đúng. Còn câu dưới nữa là tất cả các quyền điều khiển của trưởng ca nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời Đức Long là A2 có quyền kiểm tra. Đó. Ông A2 ông A0 kiểm tra được A2, kiểm tra được trưởng ca.
Hôm nay anh kiểm tra được kiểm tra. Kiểm tra là sao? Kiểm tra là cho phép quyền điều khiển. Cho phép nhân viên vận hành cấp dưới thực hiện quyền điều khiển. Tức là ông không cho phép ông thực hiện cái quyền điều khiển cho nhau cái ly này. Ông có được thực hiện không? Không. Đó là nói cái quyền kiểm tra của anh không đối với cái nhau cái ly nha. Còn nói về cái quyền điều khiển á, anh đã phát công suất lên. Giờ anh cắt dọc ly ra kia, và phải anh giảm cái công suất đi không? Giảm công suất đi là ảnh hưởng đến anh. Nhưng mà nếu như mà mình cắt vào ban đêm đi thì lúc đó mình sẽ không có công suất. Vậy thì mình có kể cả anh cắt vào ban đêm anh cũng phải xin. Tại vì thế này này, có một bài toán thế này này. Anh cắt vào ban đêm đúng không? Sáng anh có chắc chắn với tôi 100% là anh tái lập lại được không? Anh nhắm chắc với tôi không? Anh nhắm chắc với tôi không? Đến sáng anh cắt vào 0 giờ đêm hay là 6 7 giờ đêm gì đó, anh có nhắm chắc với tôi là đến 6 giờ sáng anh tái lập lại được cho tôi không? Anh nhắm khẳng định không? Anh nhắm chắc hết không? Anh nhắm em nhắm chắc với anh là em tái lập lại cho anh không? Anh nhắm chắc không? Không nhắm chắc thì lo đi mình làm chứ. Còn mà em chắc đó, em chưa lui đó, anh không nói là gì. Em lui đó là quyền của em không nói. Mà có vấn đề gì thì tôi chịu trách nhiệm. Tại vì có một câu này, trưởng ca bất kể làm gì tôi chịu trách nhiệm quyết định. Kể cả em thấy nó nguy hiểm về tính mạng con người thiết bị, em cô lập ra nhưng mà em phải chịu trách nhiệm về cái xử lý sự cố đó của em. Chứ không phải là em tôi thấy nguy hiểm, tôi thích tôi cắt ra ở đó. Tôi không phải chịu trách nhiệm, sai hoàn toàn này. Em phải chịu trách nhiệm về cái quyết định đó, trách nhiệm về xử lý sự cố đó. Nói thẳng là nếu mà em xử lý sự cố lan động ra thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Em kêu cho nguy hiểm về tính mạng thiết bị của người nên em xử lý gì đó, nhưng mà em xử lý sai nó lan động ra sao? Em phải chịu trách nhiệm. Phải nhé. Họ quyết định của người đó. Em làm lẽ chẳng ai biết đâu. Em không báo chẳng ai biết đâu. Tao để ý, tại vì cái hệ thống lưới điện người ta nó rất là nhiều. Người ta không để ý, nhưng mà vô tình một lúc nào người ta lướt qua rồi ngó cái cổ tự nhiên sơ đồ cắt dây này cũng xin phép gì hết, tự nhiên ra này xong mở ra thế này, cái cắt này mở ra thế này, rồi đến lúc đó thì chết. Lúc đó mình phải đứng ra mình chịu trách nhiệm cái quyết định. Ra xin đâu mất cái gì đâu. Nghe anh hai cũng là cỏ đâu. À không, là hai còn điện đến anh xin tiền. Là mình cứ theo quyền thôi, phân cấp thôi. Ai không lớn nhất, mình tôn trọng với anh, mình gọi điện xin anh trước. Anh A2 sau mình xin anh A2. Và phiếu được truyền là chắc chắn A0A cho rồi. Nhiệm vụ mình ở đây là thông báo. Thông báo để người ta biết là mình sẽ cắt cái công suất đó đi, để cho người ta điều chỉnh công suất nhà máy khác lên. Đừng ngừng bình tĩnh. Mình thông báo thôi. Còn mà anh chỉ cho phép thôi. Anh kêu em thông báo, anh cắt theo cái phiếu này đã được phê duyệt, theo anh làm phê duyệt đấy. Nói rõ lên, rồi em làm việc đi. Đó, rồi xong rồi báo cho A2, anh em thao tác cái theo phiếu này. Anh em nói câu là A2 đã gửi phiếu về nhà máy em chưa? Rồi nếu gửi rồi thì em thao tác theo phiếu và báo lại cho anh. Đó, nếu trường hợp là phiếu đó là phiếu một nhà máy, còn phiếu mà hai nhà máy thì ông A2 không sẽ chỉ huy thao tác. Đó là như thế. Phiếu một nhà máy là mình tự thao tác. Thao tác xong báo lại cho người ta. Đến lúc thao tác thì báo lại đi. Báo lại cho A2, A0 thì mình thông báo lúc mà A0 thì mình thông báo là khi mà mình phát điện trở lại mình cũng phải thông báo, mình phải xin. Xin ông có cho phép lên không? Không phải tự ý lên nha. Tự ý lên á, chết. Bực chết á. Thế thì đối với nhà máy mình, bất kỳ thiết bị nào, đây là chỗ Lâm nói tiếp, cái chỗ mà báo với A0 để xin dùng công suất. Thế mình báo A0 để dùng công suất, thì lúc đó nếu mà A0 mà cho phép mình á, thì mình bắt đầu giảm tải xuống. Nếu A0 cho phép giảm tải, thì mình cắt mềm những cái emitter phía dưới để mình giảm từ từ, mình có thời gian.
Khi con chạm công suất về không rồi đó thì bắt đầu mình sẽ tiến hành thao tác cắt cái máy cắt sinh ra không xong đủ chưa à không sinh ra không rồi phải sinh ra hai nó vì cái thiết bị mà mình thiết bị ở đây thuộc quản lý của thằng A2 phải sinh động đó ông cho phép rồi mình mới bắt đầu bắt lên gọi điện mình thông báo người ta cho phép người ta cho phép tức là mình gọi điện là anh cho phép mình thao tác được cái máy cắt hay không ta cho phép mình thao tác rồi bắt đầu mình sẽ thao tác cắt cái máy cắt thì cắt phía mà nó dễ nhất thì mình cắt cái máy cắt 431 cắt 431 cắt máy cắt 271 cắt những cái hướng mà nó ảnh hưởng nó đổ về cái nguồn cái dòng đổ về cái thiết bị của mình sao để cái 471 473 475 477 để làm cái gì thì khi mình cắt máy cắt mình lo nó ra thì những cái chỗ này mình cho mình cắt ra cắt thì nó nhiều quá nó phức tạp nếu mình thao tác đóng lại thì nó xuyên quên nè nói luôn cái này đóng mềm như cái tơ á đóng cắt ok không có nguồn thắt lên nhưng mà hỏi là có nguồn đi về không có nguồn đi về không có nguồn tự dùng lưới sai hoàn toàn có nguồn tự dùng nữa cái thứ nhất ấy, là cổn hao các máy đi đấy chắc chắn nó dọc đi về nó sẽ tiêu thụ công suất P công suất Q ở các máy biến áp này nha cắt mềm á là cắt ở đây này nhưng mà chỗ này là cắt đâu không cắt chỗ này đâu không có nhầm không có nhầm mẹ nó nuôi tổn hao đường dây tổn hao máy biến áp tổn hao gì đấy rồi còn tiêu dùng nữa ở đây nó còn có nguồn tiêu dùng nữa đúng không nguồn tiêu dùng nó phép quen nguồn tiêu dùng ở cái vector đó nghĩa là tôi nghĩ sẽ biết nó có nguồn tiêu dùng có mất không không anh cắt mềm gì mất nguồn tiêu dùng vẫn còn nuôi nuôi những thiết bị đó nữa khi mà những cái nhỏ này nó gộp lại ở đây nó có cái dặn ở đây có dặn đây có dặn để dặn nguyên tắc là sao mình hạn chế cái dòng cắt càng nhỏ càng tốt thì cái vấn đề mình thao tác của nguyên cái ngăn phân phối này thì tại sao mình không cắt hết đường này? Bên đây mình chưa hiểu là cái chỗ inverter nó có cái dụng dự phòng tới. Nếu mà không có nguồn dự phòng luôn thì có dòng tới bên đâu? Dòng tới máy nào? Không có. Nó sẽ lấy từ tâm pin. Không. Tâm pin nào? Lấy từ lưới của mình về nè. Lấy từ đây nè. Bình thường nè, ban đêm ban ngày không phát điện nè. Ở đây nó có dòng không? Nó có nhận về không? Mình sẽ trường hợp mà mình không cắt á, thì mình đóng điện ngược trở lại á, điện nó vô một lúc nhiều cái là nó cũng nguy hiểm lắm. Thì cái bài toán đó là anh em sẽ tính sau. Thì mình sẽ nghiên cứu về phần đó sau. Thì khi mà có thể trở lại thì có thể là phương án anh em á, nếu mà em tùy thuộc vào tình nhân sự của em đó. Em có nhiều người hay không? Khi mà cái biết bao nhiêu inverter mà em chỉ có 2 người, 3 người em chạy đi em cắt kịp không? Tao cắt kịp không? Để mà mình nhanh không? Không, inverter mình có thể thao tác tại phòng điều khiển được đó. Ốp được phần khiển được. Thì đó, cái vấn đề đó là cái đó mình xem lại nữa. Có thao tác tại được phòng điều khiển hay không? Có một số cái mà không thao tác được nhé. Cái đó mình xem lại. Rồi sẽ có cái phương án cắt chỗ đó sau. Nhưng mà nguyên tắc của mình là hạn chế cái dòng. Hạn chế tối đa. Mình cứ theo nguyên tắc là đi. Còn cái chuyện mà sau này anh em mình về có thể là phương án cắt ra từ inverter chỉ cần cắt tại nhau luôn tổng hay không á thì mình sẽ có phương án cụ thể sau đó là cái phương án mình em còn nguyên tắc của mình là vẫn hạn chế tối đa thì ở đây á cắt từ 31 431 vẫn chưa tối ưu thì bây giờ mình cắt từ thằng nhau đi còn cái chuyện mà sau cái nhau đó mình sẽ tính sau đầu tiên và thì lúc đó mình có giờ mình mặc định luôn là bây giờ mình thao tác một cái gì đó là mình
lúc nào cũng phải cắt 431 rồi 477 475 gì đó, cắt hết sạch luôn. Mà cắt là cắt nào, cắt thằng trước thằng sau, cắt 431 xong như cắt 471 thì không có tiếng gì đâu. Cắt mấy thằng xuất tiến trước rồi mới cắt 431 sau. Đúng, cắt dưới cắt lên. Bây giờ cái chuyện mà bây giờ bỏ cái phần cắt mềm ok hết rồi đấy. Bây giờ mình thao tác tất cả một thiết bị từ chạm 220 hay chạm 220 của mình á, với lại cái phần mà trong nhà máy á. Là mình quy định là tới cái chỗ nhân thôi. Còn chứ nó anh em mặc định là phải hiểu rồi nha. Là cắt mềm cái tự hiểu gì đó, tự hiểu đi. Cái giải thích lại tốn thời gian lắm. Chứ mỗi lần giải thích nó lâu, nó sẽ làm cái chỗ mà cô lập thiết bị của mình nó lâu ra. Rồi đó. Rồi. Đầu cắt mấy cái này cắt mấy cắt thì mình sẽ cắt những cắt mấy cắt 471 trước đi. 473, 475 và 477. Sau đó mình cắt 431. Cuối cùng mình cắt 271. Là thấy an toàn rồi ha, cắt xong rồi. Tiếp theo thì mình phải kiểm tra điện tại cái anh cá C21 coi nó còn điện không. Nếu mà mình kiểm tra không có điện á, không có điện thì cái đầu mình mới thực hiện công tác giao cách ly. Ở đây mình sẽ giao cách ly, mình sẽ mở giao cách ly 231/1 giao cách ly có lợi lộc cái giao hơn được giao 271/1 thì phải kiểm tra con điện mình, sau đó mình mới khi mình mở giao cái lên 271/1 rồi mình xin mở giao cái điện. Cái điện đó đâu để mở một cái kinh nghiệm cho anh em đó nè. Máy cắt chỗ C41 á, cắt ra nó đã an toàn chưa? Chưa luôn, chưa thì làm gì? Đưa cái ly và tháo, tùy vào cái, nếu mà cái đó là phải tháo cái cầu chì C41 lên nữa, ốp cái cầu chì C41. Rồi, không, nó chưa sáu, cái đó mất sáu. Mày cắt không buông. Ông mà bây giờ ông tháo ra là ông lấy cái gì để ông biết là nó đã mất điện? À, cái đó phải đưa vào cái cách ly nữa. Ông hiểu không? Bây giờ ông tháo ra thì ông lấy cái gì? Ông khẳng định là ông lấy cái gì để ông giám sát nó? Cái lúc đó là... Chuyện tháo tác rồi, mình tháo sớm vậy, vội vàng vậy. Máy cắt này, máy cắt chỗ này này, hợp bộ chỗ này này. Cắt ra nó đã an toàn chứ? Cắt hết cái này nha, rồi cắt 2/1 nha. Rồi vậy là máy cắt xong rồi đấy hả? Xong rồi đúng không? Giờ sang làm cái gì? Thao tác cái gì? Mới giao cách ly. Thao tác giao cách ly. Thì nguyên tắc thao tác giao cách ly nha. Không có dòng điện. Thao tác lên là không có điện trước. Rồi giờ không có điện trước thế nào? Một cái thôi. 2/1. Mình sẽ cắt cái dòng ly 2/1/1. Ở dưới cái xong mà khi á này tắc anh em chưa gặp cái này bao giờ, nhưng mà nguyên tắc á đối với mấy thằng máy cắt hợp bộ á đều cắt ra mà mình xem nó là chưa cắt, mình phải đưa nó ra vị trí cách ly, quay ra vị trí cách ly, máy cắt nó quay ra được, mình quay nó ra vị trí cách ly là giống như mình đang mở trong cách ly á. Đúng không? Đúng rồi. Mình quay lại cái là giống như mình đang mở trong cái ly ấy. Thì mở trong cái ly mới không điện cái này. Đường dưới không có điện, anh cái C41 mất điện. Thì mình quay nó ra vị trí cách ly an toàn không? Quay lại vị trí cách ly đi để khẳng định là nó đã vị trí cách ly rồi. Mà ngoài ra một cái nữa, nó có một không quay lại vị trí cách ly á, nó sẽ interlock lại. Thì về đối với các tín hiệu interlock á, nó mặc định máy cắt anh á đang ở vị trí vận hành á là nó sẽ lock lại khi nào mà anh ở vị trí test ấy, thì lúc đó nó mới nhả lốc ra đây. Thì cái lốc nó làm việc như thế, cắt là bạn anh phải quay ra, anh cắt không nó vẫn chưa xác nhận cho anh cắt, anh phải quay ra vị trí cách ly ấy, nó mới xác nhận cho anh là máy cắt nó đã cắt. Thì như cái lốc là nó làm việc như vậy nha. Còn đối với cái máy cắt từ trên này ấy, thì cắt ra là nó như cái lốc là đương nhiên là nó đã cắt rồi. Nhưng mà đối với máy cắt hợp bộ thì anh phải quay ra vị trí cách ly, nó xác nhận cho anh là trạng thái cắt. Đối với máy cắt hợp bộ nha.
thì khi mà cắt xong cái cắt quay lên thao tác cho máy đi thì làm ơn quay xuống thao tác cho máy đi dưới này trước bằng cách là quay ra vị trí cách ly, quay từ lần lượt từng cái một. Ủa, mình chỉ cần quay cái 4-1 thôi, đâu cần quay mấy kia chi đâu anh. Quay an toàn thôi, quay an toàn thôi, vì rửa cắt ra thì quay ra thì chứ lên đi, chứ còn anh để đó làm cái gì nữa. Để okay. Thôi anh thôi khỏi, anh phải quay đi, anh lười bừa thôi chứ. Anh quay ra thôi thì chứ cách ly mất cái gì đâu. Okay, thì ra. Cái này là phòng nhận máy thì mình làm sao cũng được, điều độ không quan tâm rồi. Okay. Nó tạo ra cho mình một cái thói quen trong trong này có nhiều bước mình cảm thấy người như là thôi để trong một cái thói quen an toàn cho mình sau này chỉnh từng thao tác sau này cho mình làm ơn mình làm cho nó đúng để sau này mình nó tạo thành cái thói quen cho mình thì cắt máy cắt thì quay ra vị trí cách ly trước khi đóng máy cắt thì quay vô vị trí vận hành đó đưa ra vị trí cách ly thôi. Quay nhẹ nhàng lắm, không vứt, không nặng nề gì đâu. Quay cái là ok. Cho hỏi anh chưa này. Thí dụ như lúc là cái giai đoạn mà kêu là cắt máy cắt á thì lúc đó mình vừa cắt mình vừa quay ra luôn được không? Được, cũng được à. Mà nó vẫn không an toàn đấy. Không an toàn hả? Tại sao? Ừ. Đó, quay ra ngoài chỗ đó. Thí dụ tại sao mình cắt hết rồi bao nhiêu mới quay? Bao nhiêu điện, bao không điện. Nhưng mà tại sao mình nếu mà một trường hợp không, nếu cái này này có hai trường hợp thì trường hợp mà mình có thể mà tạo ra bên hai bên không điện thì mình làm vậy. Còn ví dụ như trường hợp như anh nói mình công tác trên một cái ngăn lộ này thì đó mình thao tác này mình cô lập một này cô lập hết rồi mình cắt này ra mình có phải đi cắt hết này không rồi mình mới quay ra vị trí cái ly không không nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngăn lộ còn lại đối với ngăn lộ này này khi mà thao tác bị bất kỳ một sự cố trên này này khi mà cắt ở đây rồi này thì quay ra luôn một bên mình nó không có dòng nó không sợ nhưng mà khi mà mình hạn chế được cái đó thì mình tại sao mình không làm giống như trường hợp ở đây thôi mở trong cái liên mở không liên có liên mấy không liên thôi không mở được đúng không thì trường hợp quay ra thì chính vậy nhưng mà hai bên không điện hay tốt hơn hay là một bên có điện một bên không điện tốt hơn đúng là hai bên không điện hai bên đúng không à. Tại vì nói thẳng anh em này đừng nghĩ một bên không điện không không có dòng á không có áp một bên có áp bên không áp á thì nó không sinh ra dòng điện em có dòng điện từ dưng trên đường dây ấy. Nó sẽ sẹt cái sau này đi vận hành vậy đấy vậy là mở ra cũng đi ra nó sẽ sẹt cái này ví dụ như là 271 đã cắt rồi thì cái giao cái liên 271 sẹt 3 đó khi mở ra cái liên nó vẫn sẽ bấm màu vàng là khi ví dụ 271 anh cắt cái rồi nè thì khi anh mở cái 271 sẹt 3 đó giữ khi lại. Mở là một phí là 271 sẹt 3 nó có điện đó thì nó vẫn sẽ màu vàng đúng không đúng nó sẽ có áp nhưng mà dòng rất là nhỏ nó sẽ có hồ quang còn bé nó giật sẹt cái thôi không lớn hồ quang không phải giống như xem trên mạng hồ quang dòng nó có này là dòng hồ quang dòng lớn dòng hồ quang nó sẹt cái giống như đêm qua chập điện cái tấm vô anh tè nó sẹt nhỏ lắm mình nghe tiếng tè cái nhưng mà tâm giao mic đi 202 nó sẽ có cái mà chịu được những cái đó cái này nhỏ không luôn đấy đây tiếp rồi tiếp luôn thao tác cái máy cắt xong mình bắt đầu quay là thao tác cách ly cái máy cắt đúng rồi phí từ 471 473 tới 431 luôn rồi khi cách ly cái máy cắt xong nên nhớ là khi lại quên cái này nữa nhé tự dùng á cắt nó ra luôn nhé cắt ra luôn 441 cắt ra là cách ly nó lên luôn rồi tiếp theo thì mình sẽ đang biết là làm đây nha xử lý là 231/1 rồi mình sẽ kiểm tra đo đi kiểm tra điện áp lên C21 thanh cái C21 coi nó còn điện không nếu mà không điện thì bắt đầu mình tiến hành thao tác trên giao cách ly cho đây nào mình sẽ mở giao cách ly 271/1
Rồi sau đó mình sẽ đóng tiếp địa 2.1.14 và 2.3.1.18 để cho nó 2.3.1.18 chứ được đóng tiếp địa hay không chứ. Đúng rồi, 2.3.1.18 vì cái trang 2.3.1 nó chưa có mở ra, nó interlock. Đóng tiếp địa 2.3.1.14. Nãy mình có thể là mình làm tiếp địa gì đâu. Ngon chơi là thoải mái. Nếu không bấm được nếu mà cái giao cái đây không mở được thì mình chắc chắn là tiếp địa không bấm được. Giao nó bị vấn đề thì tiếp địa mình sẽ lốc không bấm được. Lốc cơ không bấm được. Đúng không? Nếu mà nó nối một đường thẳng vậy thì mình có thể đóng cái tiếp địa phía thanh trái được không ta? Thanh trái. Mình đóng cái đó được thì vẫn an toàn rồi. Em đồng rồi mình sửa chữa vào cách ly đó thôi. Là không phải làm tiếp địa động. Cái bánh nó vẫn là một cái đường ngay thẳng. Ngay dưới đó mà có một dây tiếp địa nữa nó dư nữa. Sao? Thì ý em đó là khi mà mình mở mấy cách 2.1 xong á thì bắt đầu là mình mở giao cách ly 2.1.1 ra, rồi mình đóng cái giao tiếp địa. Cái tiếp địa gì ta? Không nhìn thấy được. 2.1.14. Đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đủ chưa? Mình có một cái chưa đủ. Còn tiếp địa 431 nữa. Cái 231 mình chưa mở được thì mình phải đóng cho tiếp địa di động cho cái chỗ còn tương ứng nha, để cho nó giảm để an toàn chỗ không các cái mặt của mình. Nếu mà đóng ở đây thì sao, có được không? Tiếp địa nó được dây. Đóng 4.1.38 nữa. Đóng ra. Không, ý là hỏi chứ không phải kêu nó đóng. Nếu mà đóng cái thiết bị ở đây thì có thay thế được không? Thiết bị ở đây có thay thế được cho cái thiết bị này không? Không, nó thông qua cái máy biến áp rồi thì mình không tin tưởng được, phải đóng ấy thêm á. Thì sao? Không tin tưởng. Thêm thiết bị động nữa. Tại vì trong này có từ dư. Đáp cắt điện không phải là nó không còn đi nữa nhé. Dây nó có từ dư trong nó, từ dư đủ để xin hết. Vậy ví dụ nó có từ dư thì khi anh đóng cái thiết bị 2.7.1.14 á, tại vì giờ cái trang có dây 2.3.1.1 là mình thua nè, là khi anh đóng cái thiết bị 2.7.1.14 đó sẽ là gì vậy? Gì đâu? Không, mà giờ em nghĩ là không cần phải đóng 2.7.1.14 đâu. Phải đóng chứ. Không nha. Đóng được nhau cái dao kia mới lấy kia cho em xem đóng được. Anh em nè, trong tùy dư á, khi mà em để tay không có chung vô á, thì tùy vào trường hợp nhé. Có thể là nó tê tê, từ dư nhiều thì giật giật nha, nó không biết nha. Còn nguyên tắc á, chúng ta đi áp cao á, khi mà cắt điện ra, không bao giờ đi chụp hay không đi thử. Còn đóng thiết bị sao, đóng thiết bị mình đeo găng tay đồ các kiểu đồ cách điện, mới đi đóng thiết bị nha. Tuyệt đối không bao giờ nha, kể cả mất điện rồi nha, tuyệt đối không bao giờ chụp hay không đi nha. Điện cảm ứng, điện ký sinh là nhiều. Nhiều. Điện cao áp, điện ký sinh rất là nhiều, không phải giống như cái điện nhà mình đâu. Cái đường dây càng dài thì dòng điện ký sinh nó càng nhiều. Mà nếu mà mình mà có một cái đường dây khác bắt ngang qua thì càng nhiều. Tại sao mà thao tác lúc nào phải đeo đồ bảo hộ là tránh những dòng điện ký sinh đó? Còn tại sao mà đóng nhau thiết bị? Xả cái dòng nó xuống đất. Đúng không? Đóng vô xả xuống đất thì tôi mới lên làm là còn điện ký sinh đâu? Đưa hết đất rồi. Tại sao lại phải hai đầu? Tại vì nó muốn đưa hết những cái đó xuống dưới đất. Còn không làm tiếp địa là gì? Nó cắt ly hai đầu rồi cho vô tôi làm. Cái chỗ mà đóng cái giao tiếp địa 2.1.14 trước á, mình nghĩ là chưa được. Lúc đó mình phải đóng tiếp địa di động của cái phần máy biến áp trước để nó xả cái điện từ đó xuống đất trước. Thì cái giao cách ly 2.1.14 mình đâu có mở được cái cống à. Dòng từ khóa có thể chạy lên cái thang ca. Sao? Tắt luôn
thì cái dòng đó nó phải bây giờ á ông đóng tiếp địa cố định an toàn hơn hay là ông đóng tiếp địa di động an toàn hơn? Cố định an toàn hơn. Đúng không? Đúng rồi. Ông chạy gì mà ông lại cầm tiếp địa lưu động ra để ông đi xả cái dòng vi sinh đó, xả cái điện an dư đó. Ông đóng tiếp địa di động, ông cầm cái cần gạt đồ nó vã một khoảng cách đồ này nó, ông đeo cái đồ ông găng tay rồi, ông chỉ cần tháo tách đùng một phát là xong. Thì giờ mình còn bây giờ mà ông đi ông làm cái tiết điện di động ông quắt ngoéo ngoèo này nọ, đúng không? Đúng không? Làm nào ấy là bây giờ mình có cần phải đóng cái tiết điện 431.38 này 431.38 đúng rồi, có cần phải đóng đó không? Người ta cũng bị 431.38 nằm ở đâu? Thanh trái xe 41. Nằm ở đâu? Ở trong cái tủ 411 luôn. Tủ nằm ở đâu? Tủ nằm ở trong phòng điều khiển. Còn cái thằng 211 nằm ở đâu? Trong một trạm. Anh thấy được không? Thấy được giá tiết điện đóng không? Tiết điện đóng không? Nó hiện trạng thái thôi. Nhưng mà anh công tác mà anh có thấy đâu. Nó là thường là một số, nếu mà người ta ok, có thể là đơn vị đó người ta thấy vậy là ok rồi, tùy vào đơn vị công tác. Cái chỗ mà chỗ tiết điện di động đó, là chỗ mà đơn vị công tác người ta bố trí thêm, các bạn anh em mình đi bố trí. Đúng rồi. Đó mình đang nói này thôi chứ còn thật ra mình thì đóng 2.1-14 với lại thằng dưới này thôi. Mình đóng hai đầu của nó, tại vì cái này không đóng được. Nếu mà đóng được thì mình phải đóng cái này. Mình không đóng được thì mình chim. Cô lập giống như cô lập này, cô lập nguyên cái máy cái nát này ra. Giờ mình lập. Mà thường như mà, như nếu mà bị interlock thế này thì lock này sợ cái dây cái này nó bị lock lại, nó cho đóng cái này nè. Nó lock điện luôn. Tại vì á, cái này mà chưa mở ra, anh đóng được dây cái điện này, chẳng đóng được dây cái điện này. Nguyên tắc, không đóng được luôn. Tại vì interlock. Đúng không? Interlock thì cũng không rành lắm. Interlock ở đây nè. Chưa mở này là nó không cho đóng giao tiếp điện đâu. Nguyên tắc của mà muốn đóng giao tiếp điện máy biến áp là hai đầu của nó phải cắt ra rồi. Thì nó mới cho đóng giao tiếp điện hai đầu máy biến áp. Đầu này mà không cắt được á, nó chỉ có nhìn cái này thôi nè. Máy biến áp nó chỉ nhìn cái giao tiếp điện này với cái thằng máy cắt này thôi nè. Nó không thèm nhìn cái trên này đâu. Nó không nhìn cái không nhìn cái cắt này đâu, nó chỉ nhìn cái dao cách ly của nó thôi. Nó nhìn hai đầu này thôi. Hai đầu này mà ông mà mở ra cho tôi thì tôi mới cho ông đóng cách thiết bị này lại. Thì lúc này nên sẽ lóc đầu cho mình đóng cái tiền của 1.38. Nếu như nó có interlock, ví dụ trường hợp nó có interlock thì lúc này cái thằng 231 sản phẩm của mình là không có tác dụng này, nó không cho đóng thiết bị 231.38. Cái trường hợp mà cạnh cực kỳ là trường hợp nặng á, cực kỳ nặng luôn, mà thường mình chẳng biết được. Bây giờ nếu kẹt cực kỳ có thành thường trăm biết nó kẹt cực kỳ. Khi nào vô là không mở không được, không biết là kẹt chứ. Đó là trường hợp mà khi đang thao tác thì bị sự cố đó. Đúng không? Chứ không thể nào mà mình nói đang vận hành bình thường nó kẹt cơ khí hay là nó mở không được, tại vì vận hành bình thường đâu có mở đâu. Có thể là kiểm tra định kỳ 12 tháng một lần đấy. Đó, kiểm tra định kỳ rồi là cũng phải cô lập ra rồi. Giờ trường hợp nó đã cô lập ra rồi. Nếu mà nói trường hợp kẹt cơ khí mà kêu vô sự cố ấy, thì nó là sự cố trong khi đang thao tác thì mình phải xử lý lúc đó luôn. Khi mà mình đang cô lập ra thì xử lý. Bây giờ mà chốt lại đi. Bây giờ mà kêu mình lập phiếu thao tác là khi lập này nó không đúng. Còn mà nó sự cố thằng 231 này là sự cố phát nhiệt của nó thì thằng 231 phải mở được. Mở được thì lúc đó mình mở được, mình nói đơn giản thôi. Tại vì nó cái phương án kia nó phức tạp quá. Phức tạp quá anh em nó sẽ bị rối. Anh em sẽ không hiểu được cái vấn đề nữa. Giờ nói thẳng đi, nó sự cố thằng 231. Nhưng mà thằng 231 nó vẫn mở được. Rồi. Mở được thì mình mở nó ra.
mình đóng giao tiếp đi chỗ 231 cạnh 18 là ok, là mình thao tác được cái chỗ đó. Thì là mình không cần đụng tới thằng 271 luôn đúng không? Đó, 271 mở ra tiếp 271. Mở ra chứ. Phải nhắc ra mới làm được chứ. Đường nó dễ an toàn á, thì thôi tốt nhất thế này. Theo anh xe sau này nếu mà thao tác sẽ cũng đề xuất anh tí luôn. Khi mà mở máy cắt 271 thì phải mở giao cách ly hai đầu của nó ra để khẳng định là máy cắt nó đã cắt tốt hai đầu. Mình thêm bước không mất mát gì hết. Còn mình làm việc ở đâu thì mình đóng giao tiếp điện ở đấy. Tại vì đúng không? Mình coi như mình cách ly hai đầu, giống như mình quay cái máy cắt 471 ra chỉ cách ly thôi, là nó cách ly hai đầu rồi. Vấn đề như thế. Để mình sau này mình coi mình để ra một cái quy tắc chung cho anh em nhà máy mình. Đối với nhà máy khác không khác không biết, nhưng mà đối với nhà máy mình để những cái quy tắc chung cho mình. Là khi mà mình cắt máy cắt thì mở trong cách ly là tốt nhất để an toàn, ở trong cách ly hai đầu.